mở nước ra thì em thấy cái nước nó đục, nó toàn đất đỏ rồi, nó không có gì gọi là nước cả, đấy, toàn đất đỏ rồi. Này em cho bác xịt rồi thì em đã vào trong này em lấy nước đổ qua nhưng mà nó cũng không hết được. Sáng dậy em phải cho vua cũng tẩy về tẩy tẩy trà mãi cọ mãi nó mới không hết, mà vẫn còn không hết đấy, còn vẫn còn ít là đỏ đỏ bám ở cái nền nhà. Tôi đi về thì thấy nước đục như thế mà mùi tanh như là kiểu như là ở dưới hố vệ sinh nó phà lên ấy. Thì tôi không dám tắm giặt cho các cháu, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu ấy. Thế là đến tận từ tối hôm qua mà đến tận 7 giờ sáng hôm nay vẫn còn mùi như vậy. Tôi cũng mong quay là ban quản lý nước sạch giải quyết làm sao mà để cho cái nguồn nước sạch của nhân dân được trong sạch để đảm bảo sức khỏe cho bà con nhân dân và cho tất cả mọi người. Trong đêm thì khoảng tầm 23:30 thì chúng tôi đã huy động toàn bộ cả anh em quản lý tuyến là cũng đóng van kịp thời và đi xả toàn bộ các cái van xả cặn để xúc rửa đường ống. Thì tất nhiên là trong cái sự cố thì xúc xả thì cũng không hết được cái phần lượng đất nhỏ chui vào ống, thì cũng ảnh hưởng đến một số các hộ dân trên cái tuyến ống cấp nước là khu Trần Đại Nghĩa và một phần của đường Điện Biên. 8 giờ sáng thì chúng tôi đã tương đối là khắc phục và cấp nước hoàn toàn ổn định lại cho nhân dân trên địa bàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.